30 tập chương trình, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Dần sinh 1974, hưởng lộc trời ban, tiền vàng nước két, giàu sang khét tiếng, đúng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 trở mình sang trang. Quý bản mệnh tuổi Giáp Dần thân mến, có bao giờ anh chị nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc anh chị than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, buồn vì vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc anh chị thấy bất đắc chí hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ anh chị nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Có một cách nói như thế này rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta, có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta nhân thế để hướng về vị Phật này. Không cần cúng dường, cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp trước nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ, vì Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy nên người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai, khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng về vị Phật trong chính con người mình. Đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội ghi công hay gì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay lại để cho cái cõi hồng trần này dùi dập, cuốn đi. Nhắc cho Giáp Dần rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của anh chị khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mất cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến anh chị đưa ra những lựa chọn nhầm đường lạc lối. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh 1974 thân mến, mới đây nhất, các thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy chiêm tinh, nhà thần số học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và giới tiên tri tử vi gần đây nhất đã tiết lộ ra bí mật giúp số ít con giáp vượt qua đại hạn, đón lấy bình an, trong đó nổi bật nhất là con giáp tuổi Giáp Dần sinh 1974. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, Giáp Dần biết được điều này thì cũng đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, người tuổi Giáp Dần muốn tiền bạc ập đến. Đổi đời giàu sang thì hãy tránh những điều đơn giản này, nhất là nếu biết tận dụng vận may từ những bí mật này mà đổi đời sang trang. Từ nay trở đi, tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu, vực thẳm hay rừng vàng biển bạc đã hiển lộ, làm gì cũng thuận lợi một bước lên mây, tiền nhiều như nước. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh loại giàu sang phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà con giáp này xứng đáng nhận được. Vậy bí mật đó là gì? Điều phải tránh là gì? Bản mệnh sẽ có vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết nhé. Người tuổi Giáp Dần sinh 1974 thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Những người tuổi Giáp Dần rất mạnh mẽ, dũng cảm và độc lập.
Họ có lòng tự trọng cao và thích làm mọi việc một mình. Họ rất trung thành và thường giữ lời. Họ luôn có thể bảo vệ tốt cho bạn bè và giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ thường ích kỷ, họ có ý nghĩa và chủ quan. Thật khó để họ ngưỡng mộ người khác và họ hơi liều lĩnh trong việc làm. Người tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã thông minh, hiếu học, nên họ có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng khi lớn lên. Họ có khả năng tập trung cao độ khi làm bất cứ điều gì. Chính vì thế, họ rất ít phạm phải những sai lầm trong công việc. Để đạt được thành công trong cuộc sống, người Giáp Dần sẽ phải chấp nhận mạo hiểm và liều lĩnh. Những mục tiêu của họ gần như là bất khả thi, nhưng họ sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết mọi khó khăn. Những người tuổi Giáp Dần có lối sống khép kín, không thích thân thiết quá mức với người lạ. Tuy vậy nhưng họ vẫn có được thiện cảm của mọi người nhờ vào phong thái thanh lịch, lời nói dễ mến. Tình duyên của người tuổi này khá long đong, lận đận, nên phải đến tận khi lớn tuổi mới ổn định cuộc sống gia đình. Vì tính tình của người tuổi Giáp Dần khá nóng nảy nên bạn đời của họ phải là người mềm mỏng, biết yêu thương, chiều chuộng họ, do tinh thần bất khuất của họ. Người tuổi Giáp Dần có thể dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ thường có thể nhận được những lời khen ngợi và đánh giá cao từ ông chủ của họ. Vì tham vọng mạnh mẽ của họ và họ có thể được thăng chức và lớn lên nhanh chóng, hãy kiên nhẫn hơn, điều đó sẽ làm nhiều điều tốt hơn cho họ. Những người tuổi Giáp Dần sẽ sống một cuộc sống khá giàu có. Một mặt vì thành công trong sự nghiệp, họ có thể kiếm được một số tiền. Mặt khác, họ rất giỏi đầu tư, từ đó họ có thể kiếm được một số tiền đáng kể. Bên cạnh đó, họ có tài tiết kiệm tiền. Một lời khuyên, hãy hào phóng với bạn bè khi họ cần sự giúp đỡ tài chính của bạn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang nửa đầu tháng 9 âm lịch này, trạng thái tinh thần tốt sẽ đem tới may mắn cho người tuổi Giáp Dần. Với rất nhiều dấu hiệu tử vi tốt lành, bạn sẽ thấy vận khí của mình được nâng cao về nhiều mặt. Thời điểm này, tam hợp cục xuất hiện, bạn có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây. Bạn tràn đầy tự tin và nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, khó khăn. Dù trong cuộc sống hay công việc, bản mệnh đều có thể giải quyết mọi vấn đề bằng thái độ tích cực lạc quan và đạt được thành công tốt đẹp. Về mặt tài chính, xu hướng sẽ là ổn định trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này. Hãy cân nhắc tìm kiếm một số cơ hội đầu tư mới để tăng nguồn thu nhập của bạn. Thu nhập từ công việc chính vẫn được đảm bảo và bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức, tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe, tinh thần vui vẻ, giúp bạn tràn đầy năng lượng và có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện thể lực cá nhân. Phương diện tình cảm trong nửa đầu tháng 9 âm lịch cũng có thể được coi là điểm sáng lạc quan trong vận trình của tuổi Giáp Dần, nhờ có các tinh thái âm cũng như ngũ hành tương sinh. Con giáp này tìm được niềm an ủi, cổ vũ, động viên từ những người thân của mình. Người độc thân thậm chí nhận ra ai là người chân thành với mình sau khi trải qua hoạn nạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần vô cùng rực rỡ như mặt trời ban trưa. Bản mệnh được cả cục diện tam hợp và nguyệt lệnh lâm quan nâng đỡ nên càng làm càng may mắn, chất lượng và hiệu suất công việc không chê vào đâu được. Cụ thể, nửa đầu tháng 9 âm lịch này, bản mệnh có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây. Bạn tràn đầy tự tin và nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách và khó khăn, đặc biệt với những lần thể hiện bản thân đúng lúc, giành được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, thậm chí còn thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng, có được nhiều cơ hội và sự công nhận hơn. Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo và hợp tác của con giáp này cũng sẽ được cải thiện, bạn sẽ thể hiện tốt trong công việc. Nếu gặp phải vấn đề khó nhằn thì tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp kịp thời, đây sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Bạn không nên chiến đấu một mình để tránh những thiệt hại bất ngờ cho công ty. Điều quan trọng nhất để thành công trong sự nghiệp là luôn tập trung và kiên nhẫn.
không bị phân tâm bởi những vấn đề xung quanh. Duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề và đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, sức ép từ cấp trên và công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Công việc sẽ chiếm hầu hết thời gian của bạn. May mắn rằng bạn là người biết sắp xếp và ưu tiên nên không có gì đáng phải lo ngại. Tuổi Giáp Dần cũng là người linh hoạt và nhanh nhẹn nên bạn thích nghi được với môi trường mới rất nhanh. Nhưng chớ nên hành động quá tùy tiện chỉ vì tin vào trực giác của mình, bởi không phải lúc nào trực giác của bạn cũng chính xác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, vận tài lộc của tuổi Giáp Dần có dấu hiệu tăng tiến, cơ hội sẽ rất quý giá nên bạn cần nhanh tay nắm bắt, nhờ đó mà doanh thu tăng lên rõ rệt. Với người làm công ăn lương, bản mệnh đạt được kết quả công việc vượt trội và có thêm thu nhập cho bản thân, nên thời điểm này không gặp nhiều áp lực tài chính, bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức, tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên thay đổi thói quen chi tiêu quá sớm, mua sắm có chừng mực và thận trọng khi có ý định đầu tư. Nếu có thể duy trì một khái niệm quản lý tài chính thận trọng, bạn mới có thể đảm bảo cuộc sống ổn định. Trong khi đó, người đầu tư kinh doanh bắt đầu thu lợi nhuận, có những hạng mục tưởng như không có hy vọng thì nay đã được hồi sinh. Tuy nhiên, bạn không nên bằng lòng quá sớm mà nên tìm cách gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Khi dùng một khoản tiền lớn để đầu tư, tuổi Giáp Dần không thể chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Dù có gặp cơ hội tốt, bạn phải hiểu rõ xu hướng của thị trường. Đừng quên tìm kiếm thêm những lời khuyên từ bạn bè hoặc các chuyên gia xung quanh để có cái nhìn tổng quan nhất. Đừng bao giờ thực hiện các khoản đầu tư có rủi ro cao, vì bạn có thể mất rất nhiều tiền. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tinh thần vui vẻ giúp bạn tràn đầy năng lượng và có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện thể lực cá nhân. Lưu ý rằng công việc bận rộn nên bản mệnh cũng cần tập thể dục và thư giãn vừa phải. Như người ta vẫn nói, sức khỏe là nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Dù có làm việc chăm chỉ hay bận rộn đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian để thư giãn. Tránh làm việc quá sức để căng thẳng kéo vào. Đồng thời, chú ý duy trì thói quen sinh hoạt tốt và chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt. Nhìn chung, nếu có thể duy trì được trạng thái tinh thần ổn định trong thời điểm này, thì con giáp này không phải lo lắng gì về vấn đề sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, phương diện tình duyên của tuổi Giáp Dần cũng có nhiều điểm sáng. Với người đã lập gia đình, bản mệnh luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên đến từ các thành viên trong nhà. Đặc biệt nửa kia của bạn là một người dịu dàng và thấu hiểu, bạn có thể tâm sự mọi điều với đối phương để thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, người ấy cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến tham khảo giúp bạn giải quyết vấn đề đấy. Người độc thân thời điểm này cũng có dịp để nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và cổ vũ mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Trải qua nhiều khó khăn, bạn đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào đối phương. Vì thế, nếu trái tim đã rung động thì con giáp này nên cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu thêm về nhau. Rất có thể người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu. Nếu đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân trân trọng đối phương. Hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu quan hệ đã chín mùi thì hai người có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Dần sinh 1974. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này trong quá trình làm việc nhóm sẽ giúp bạn ghi điểm với tập thể. Bạn cũng rất tự tin trong các bài thuyết trình, trình bày dự án mới. Ngày này bạn còn đón vận may về tài chính, những ý tưởng bất ngờ có thể giúp bạn kiếm ra tiền. Hãy hợp tác với người bạn tin tưởng để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có được sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc có quý nhân đồng hành nên tinh thần làm việc lên cao, hiệu suất không đùa được đâu. Ngoài ra,
con giáp này còn đón nhận những cơ hội kinh doanh quý giá thông qua sự giới thiệu trung gian của bạn bè. Đây là cơ hội tốt nên hãy tranh thủ tận dụng. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, chuyện tình cảm ngọt ngào và lãng mạn đem đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn. Trong hôm nay, bạn cũng có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho đam mê. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh đạt thành tích tốt trong công việc khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên thêm phần tin tưởng. Thời gian tới, bạn có thể sẽ được cử đi công tác ngắn ngày. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần này, chính tài sẽ mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Giáp Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, con giáp này có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong tuần này, chuyện tình cảm của bạn và người nhà có dấu hiệu bất ổn, đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính khiến nửa kia tổn thương. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Tuần này, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Giáp Dần hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà bạn đã tốn công gây dựng. Bản mệnh nên biết rằng, mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Vì thế, bạn không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Để thuyết phục được mọi người, bạn cần trình bày vấn đề rõ ràng, khách quan hơn. Trong tuần thổ sinh kim cho thấy, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhờ có nửa kia mà bạn không nao núng trước khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp phát triển vô cùng rực rỡ, tài lộc có dấu hiệu tăng tiến, doanh thu tăng lên rõ rệt. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu xanh nước biển và màu xanh rêu. Con số may mắn 68, 54 và 46. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Giáp Dần sinh 1974 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tý. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Giáp Dần và tuổi Tý, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu và vị trí tốt đầu luôn phải giao cho tuổi Giáp Dần. Vì con người này thích mình luôn ở vị trí đứng đầu, tuổi Tý hơi nhút nhát, sẽ là hậu phương vững chắc cho tuổi Giáp Dần. Ngoài chiến tuyến, tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho tuổi Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Giáp Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Giáp Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Sửu sẽ dạy tuổi Giáp Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Giáp Dần sẽ chỉ cho tuổi Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dần. Trong công việc, hai người tuổi Giáp Dần cũng cần nỗ lực không ngừng để giữ hòa khí và để cho công việc êm đẹp,
tuổi Giáp Dần vốn chăm chỉ và có hoài bão lớn. Nếu cả hai tuổi Dần đều có cùng một mục tiêu chung, họ sẽ phát đạt nhanh chóng bởi nguồn năng lượng trong họ rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu họ không đi chung một con đường, sự nghiệp của họ rất khó thành bởi sự bất ổn định thường xuyên xảy ra. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mão. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Giáp Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Giáp Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau, ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Giáp Dần. Ngược lại, tuổi Giáp Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tỵ. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Giáp Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Ngọ có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi Giáp Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Giáp Dần cần để không gian cho tuổi Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Giáp Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Giáp Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thân. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Giáp Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, tuổi Thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau, bởi tuổi Thân coi tuổi Giáp Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Giáp Dần, tuổi Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dậu. Nếu tuổi Giáp Dần và tuổi Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Giáp Dần đánh giá cao hơn tuổi Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Giáp Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Dậu thì vui vẻ để tuổi Giáp Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tuất. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Giáp Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng, tuổi Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Giáp Dần là đôi khi tuổi Giáp Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Giáp Dần với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Giáp Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, may mắn và xui xẻo luôn tồn tại như những phần không thể thiếu. Tuy nhiên, trước khi một người gặp xui xẻo, 6 dấu hiệu này rất có thể sẽ xuất hiện. Một là mất kiểm soát. Cảm xúc cáu kỉnh và tức giận khi giận rủi đến, con người thường dễ mất kiểm soát về cảm xúc, trở nên cáu kỉnh và hay tức giận. Điều này phản ánh nội tâm không ổn định khi chúng ta không giữ được sự bình yên bên trong. Cảm xúc khó chịu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và dễ dàng biến thành giận dữ hoặc phàn nàn, dẫn đến những rắc rối lớn hơn. Đây là lúc bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, rèn luyện sự kiên nhẫn và duy trì một tâm hồn an nhiên. Hãy tìm cách giảm căng thẳng,
hít thở sâu và điều chỉnh cảm xúc của bạn. Những hoạt động như chạy bộ, nghe nhạc hoặc trò chuyện với bạn bè có thể giúp chuyển hướng sự chú ý và tránh mất kiểm soát cảm xúc, giúp bạn nhanh chóng trở lại trạng thái bình yên bên trong. Hai là bướng bỉnh và khăng khăng là làm theo ý mình. Khi gặp giận xui, con người dễ trở nên bướng bỉnh, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tâm trạng này thường dẫn đến những quyết định sai lầm hoặc việc phớt lờ các ý kiến đề xuất từ xung quanh. Trong tình huống này, chúng ta nên học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và tránh hành động một cách mù quáng. Hãy mở rộng tâm trí, thu thập thêm thông tin và quan điểm từ người khác. Tầm nhìn của chúng ta có giới hạn, vì vậy cần sự hỗ trợ từ người khác để có cái nhìn toàn diện hơn. Lắng nghe những ý kiến đa chiều sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Ba là làm tổn thương người thân và phụ lòng ân nhân. Khi giận dỗi gia tăng, chúng ta có thể vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất và phớt lờ những người đã giúp đỡ mình. Sự mất cân bằng năng lượng nội tâm có thể khiến chúng ta hành xử một cách vô lý, gây hại đến người khác mà không có lý do chính đáng. Hãy biết trân trọng những người xung quanh và đừng để cảm xúc tiêu cực khiến bạn đổ lỗi hay làm tổn thương họ. Hãy học cách biết ơn và tri ân những người đã giúp đỡ bạn. Giao tiếp chân thành với gia đình và bạn bè, bày tỏ cảm xúc thật và cùng nhau sử dụng sức mạnh của gia đình để vượt qua khó khăn. 4 là ngủ kém và mất tập trung. Giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng, giúp chúng ta duy trì sự tập trung và suy nghĩ sáng suốt. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, khả năng tập trung cũng suy giảm. Trước khi giận xui xuất hiện, chúng ta có thể gặp tình trạng mất ngủ, dễ thức giấc và khó tập trung. Điều này tác động tiêu cực đến công việc và cuộc sống. Để cải thiện, hãy tạo ra một môi trường ngủ thoải mái, thư giãn cơ thể và tinh thần. Duy trì một lịch trình ngủ đều đặn, điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng và đưa ra những quyết định đúng đắn khi đối mặt với khó khăn. 5 là sai lầm nhỏ liên tục xảy ra và tình hình tài chính xấu đi. Trước khi gặp giận xui, chúng ta thường xuyên mắc phải những sai lầm nhỏ trong công việc và cuộc sống, kèm theo đó là những khó khăn về tài chính. Chẳng hạn bạn có thể quên làm việc gì đó hoặc mắc những lỗi nhỏ lúc này, hãy cẩn trọng hơn trong công việc. Tránh những sai sót không đáng có, nhắc nhở bản thân chú ý đến chi tiết và nâng cao hiệu suất trong cả công việc và cuộc sống. Quan tâm hơn đến tình hình tài chính của bản thân, giảm bớt chi tiêu không cần thiết, tránh tiêu dùng quá mức và tăng cường dự trữ tài chính. Chậm lại và cẩn thận sẽ giúp bạn nhận diện sớm các vấn đề và tìm ra giải pháp kịp thời. 6 là chán nản và miệng là thú. Trước khi giận dỗi ập đến, con người sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, buồn chán và dễ dàng chìm đắm trong đủ mọi thú vui. Đây là cơ chế thoát hiểm được phát triển để đáp lại những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống lúc này. Chúng ta cần làm một số việc có ý nghĩa như đọc sách, du lịch, viết lách. Hãy lên kế hoạch cho thời gian của bạn và đừng lãng phí nó vào những việc vô nghĩa. Hãy cân bằng tâm một cách hợp lý giữa hạnh phúc và hưởng thụ. Đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc nhất thời. Tìm ý nghĩa, hướng đi của cuộc sống và nuôi dưỡng một lối sống trọn vẹn. Tránh xa chủ nghĩa khoái lạc quá mức và học cách cảm nhận sự dồi dào về thể chất và tinh thần trong mọi khoảnh khắc. Bạn phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, điều chỉnh tâm trí và quan tâm đến những người xung quanh. Khi bạn bình yên, cuộc sống tự nhiên sẽ suôn sẻ. Chúng ta không thể thay đổi những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình để sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Dù thỉnh thoảng gặp phải sự bất mãn, bạn cũng sẽ không cảm thấy do dự. Hãy giữ thái độ tích cực và những ngày khó khăn sẽ qua đi. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc theo đuổi hạnh phúc tột cùng, mà ở cách chúng ta sống tự do và hài lòng trong cuộc sống giản dị hàng ngày. Trên đây là tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.